Vô thì trước mặt chúng ta có một Acheron ở đây ha mọi người. Mọi người có thể thấy là tỷ lệ bạo sát thương bạo nó đang chưa quá là ổn này, hơi nhiều chính xác hiệu ứng theo ý của mình, và là cầu lôi. Ok thì bạn chủ ạ gửi cho mình cái ạc này với mục đích là cho mình farm dùm 50 nhựa, 50 bình nhựa để mà cứu con Acheron này ha. Thì mọi người có thể thấy cái này chưa ngon lắm này đó, chưa đồ đồ chưa có cái nào double crit luôn này. Ảo ma vậy, từ từ nâng cái này lên double crit chắc hại lắm ấy. Ok hên 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 rồi cái này nó cũng được rồi này, riêng cái này thì nó cũng khá là ổn rồi nha ha. Cái này thì riêng cái này ổn rồi này, cái này thì chắc chắn chúng ta cũng cần nâng cấp này, chưa có cái tỷ lệ bạo này này đó, mọi người có thể thấy ha. Và cái này thì nó cũng không tới nỗi tệ này, nhưng mà chúng ta cũng có thể nâng cấp được nó tiếp, hợp lý ha. Cái này thì nó hơi 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 buồn xíu, nhưng mà cơ bản nó cũng không tới nỗi tệ, và cái này nó cũng có thể nâng cấp được. Cho nên là mình thấy là farm 50 bình thì mình nếu mà phải 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 suy nghĩ thì chúng ta nghĩ là mình sẽ nghĩ là tách đôi ra đi ha, tách đôi đi ha. Kiểu 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 25 bình cho di vật, còn 25 bình cho vị diện ha. Mình thấy gì cũng hợp lý đấy đó. Cái mục tiêu của bạn ấy nói với mình là 60 200, 60 200 thì thật ra cái đống đó có thể giải quyết bằng việc chúng ta có một cái áo tỷ lệ bạo và có sát thương bạo dòng phụ ha. Cho nên là ok, để chúng ta thử nào. Let's go. Ok, lần đầu tiên của chúng ta khá là nhiều đồ của sét chích phá này. Ok, cái này giữ được nhưng mà mình sẽ không nâng do nó không đúng sét này. Ok, rồi cách đây có gì không? Không, không có gì hết này. Tiếp 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 tiếp. Hai đồ ở đây này. Phòng thủ. Ê, đồ đỏ hợp lý này, hợp lý này. Ok. Chúng ta đang quan trọng dòng chính trước thôi, cho nên là có dòng chính là được rồi. Giờ biết giờ cho nó vô được tầm all in vô cái tấn công phần trăm cũng được ha. Và nó vô tấn công nhưng mà tấn công flash hay này. Không, không phải tấn công kích phá, tấn công phần trăm. Thôi thôi kệ, đồ đầu vậy được rồi ha, đồ đầu cho là đồ đầu đi, chúng ta sẽ kiếm tiếp sau đó. 72 liền lên phát, 72 liền, hợp lý. Đúng đồ này. Ồ, hợp lý luôn, 10 điểm. Ồ, cũng đúng luôn, hợp lý. Ok, ồ đúng đồ tiếp này cũng được, cái này cũng ngon này, hợp lý. Cái này HP cho nên bỏ này. Cái này giữ được này, hợp lý. Đây không. Ok. Ê, tính ra cái này giữ được ha, bằng một cách thần kỳ nào đó. Cái này cũng giữ được, technically nó nâng lên 4 thử cũng được ha. Ok. Cũng giữ được đi, cơ bản là giờ chúng ta đang thiếu độ CP cao nên giữ vẫn được ha. Ông kê giữ được, hợp lý. Phải là cái gì đấy? Sai đồ rồi, sai xét rồi. Ờ, tại sao cái này lại vậy? Lộn xét rồi. Cái này giữ được này, hợp lý, giờ mới có đồ giữ. Rõ này ai xài. Cái giữ được này, hợp lý. Ok. Có thể tính là giữ được ha. Ok. Bỏ cái này luôn này. Ăn xong luôn. Cũng được, cũng được, cũng chứ.
phòng thủ, tấn công, kích phá. Ok, rồi. Đây là một nửa số nhựa là 25 bình với lại 200 nhựa rồi ha. Đó, cũng hơi nhanh đó. Nhưng mà chúng ta thấy thấy là không chỉ có một cái áo là có đồ crit, double crit thôi đó. Còn lại chúng ta để thấy không có một cái nào double crit luôn. Cho nên là giờ chúng ta xem thử coi có nên nâng xong rồi để coi là chúng ta có nên farm tiếp cho Acheron bằng ở di vật hay không, hay chúng ta có thể chuyển qua vị diện ha. Ok. Ok, nâng lên 3 trước đi. Ok, nếu không có gì thì vẫn giữ, tại vì nếu mà nó vô thêm một lần nữa thì nó vẫn tốt hơn là cái hiện tại ha. Cái này cũng giữ luôn được nè, sát thương bạo à. Cái mình chúng ta đang hơi dư sát thương tỷ lệ bạo rồi cho nên là giữ được luôn á. Ừ, mới nói xong á. Ừ, hay á. 10 điểm luôn. Phải vô HP này, một lần HP này. Ai là HP này, lần nữa dục nha. À, mày nói xong nó sợ, nó vô đúng đồ. Ờ, à, cũng đúng luôn. À, ok. Kháng hiệu ứng này, bỏ ha. Tấn công phần trăm cũng được, giữ thạm cũng được ha. Phòng ngự. Nó ám tôi mọi game mọi người à. Nó ám tôi mọi game luôn. Tấn công phần trăm. Không, nó cho tôi phòng ngự. À, đời bán vậy. Và vẫn phòng ngự. Why? Tại sao á? Tại sao á? Cái này sao? Phải vô cái vòng duy nhất mà chúng ta không cần này. Có một lần sát thương bạo này. Hai lần sát thương bạo này, thêm lần nữa thì xài được nè. À, rồi bỏ. Ai da. Dục hết. Không có gì giữ của cái này luôn. Ok, bên này thì chúng ta cũng có một cái. Có đúng một cái tấn công á, ừ. Nhưng mà so với cái này cũng hơi khó để mạnh hơn nó. À, căng vậy. Tốc độ này, giờ mà nó vô hết tỷ lệ bạo kích thì chúng ta thật ra vẫn giữ được ha. Một lần HP nha. À, cày thế, ê, cho lần đi. À, tấn công được ha, tấn công được. Tấn công này không, tấn công phần trăm á ba. Ừ, thôi bỏ luôn. À. Ok, nhưng mà chúng ta có một thứ có thể cứu cánh được cái này. Đó. Đây, sát thương bảo kích này. Đó. Cái này chỉ cần vô một lần thôi. Thật ra cái ặc của bạn hiện tại nó chỉ cần vô một lần thôi là khá là tốt rồi. Thì mọi người làm ơn cho tôi xin một like, một subscribe nào. Đó, rồi cho ủng hộ Bimu Game với phần mô tả của video nha. Để mà bạn có được một đồ ưng ý, ít nhất cũng phải có gì đó nâng cấp ở trong cái video này chứ. Price được không? What? À, thật ra là nó, cái này một là cái này nó max roll, cái này max roll cộng với lại vô một lần tấn công phần trăm là cũng được. Thì Acheron nó đang là 72/126 này, khá là thấp sát thương bạo. Nên giờ chúng ta cần phải cân lại một xíu sát thương bạo bằng cách chúng ta đổi thành cái này ở đây nè, lý hơn ha. Đó. Rồi giờ là 63/143 cũng được này. Ok, hợp lý. 25 dựa cho vị diện rồi sau đó chúng ta trap ha. Lần đầu tiên của chúng ta này. Đúng dòng chính rồi nhưng mà sai dòng phụ à. ê một đồ. Ok, một đồ này. Cuối cùng chúng ta cũng có một đồ thực sự phá được. Không này. Cái này thì được. Cái này thì được ha. Ok, hợp lý. Tấn công kích phá vậy trời. à ha.
Ít nhất cũng phải được cái vậy chứ. Cái này thì sai 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 dòng phụ rồi này. Cái này thật ra giữ cũng được này. Ồ, cái này giữ được ha, cái này giữ được này, hợp lý. Ok, bắt đầu có đồ giữ được rồi đấy. Quái. À, rồi Bladudu này chơi chung với ai? Ok. Thì từ đống này chúng ta cũng có kha khá đồ mới ấy. Hợp lý. Từ chúng ta cơ bản chúng ta bỏ đống đống này nó rác rác ấy, chúng ta tách di vật cái đã. Thì chúng ta có 20 đồ để cháp ha. Và chúng ta cũng có kha khá đồ để chúng ta nâng này. Thiếu rồi, không phải kha khá nữa mà nói chung cũng có đi. Đầu tiên chúng ta có một cái sát thương bạo rồi, cái HP này thì bỏ đi. Nói chung là chúng ta có hai cái dây á. Hai cái dây rồi. Cái này tấn công này. Một lần tấn công này. À, rồi thôi bỏ đi. Cái này bỏ rồi đấy. Ây da, cái này bỏ rồi này. Này tấn công flash luôn này. Ok, một lần sát thương bạo này, thêm lần nữa đi, thêm lần nữa là ngon. Hợp lý, thêm lần nữa không? Thêm lần nữa thôi. Thêm lần nữa không? Lần nữa. Ê, và từ từ cái này ngon rồi. Này ngon hơn cái hiện tại Akerong đang xài luôn rồi này. Cái này 1 2 3 4 4 4 4 dòng, cái này nó cũng y chang luôn này, nhưng mà cái này nó một đống sát thương bạo luôn hả? Cũng hợp lý đấy chứ. Một đồ cộng một đồ nhá, 162 rồi. Ok, hơi hơi. Hợp lý, rất ngon, rất ngon. Rồi bây giờ chúng ta tới cái thứ để thay đổi cái đống này nè. Kháng hiệu ứng nè. Giữ tạm đi. Không biết lát nữa chúng ta có những gì ha. Không, không có gì này. Bỏ này. Cái bỏ. Có tỷ lệ bạo max này. Thêm một lần tỷ lệ bạo ngon này. Cái kháng hiệu ứng là 12 cho thêm tỷ lệ bạo nữa đi. Không rồi. Cuối thì sao? Ok cũng ngon nha, cái này cũng ngon nha, cái này ngon ấy. Tấn công thì như thế nào? Phòng ngự, phòng thủ rồi thôi ha. Ân thử lần đi, nó lật qua phòng ngự thì bỏ. Biết ngay mà. Đó, sát thương bạo này. Thêm cho lần sát thương bạo nữa không? Đúng rồi, thêm lần nữa đi, thêm lần nữa đi. Không, lần sát thương bạo nữa, lần sát thương bạo nữa. Sát thương bạo ba, sát thương bạo nha, sát thương bạo. Sát thương bạo nha. Đó. À, huyết vương, huyết vương, huyết vương. Hỏi thứ gì chồng. Nó có lên thêm lần nữa thì nó cũng không, nó cũng ngang ngang với cái này thôi, cho nên thôi để đó thì ha. Rồi. Bây giờ chúng ta tới với lại thứ chín này. À, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay này. À, đẹp chưa, đẹp chưa? Rồi. Như cũ à. Mọi người cho tôi một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để ủng hộ nha. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video nào. Ok. Liệu liệu rằng tính ra mỗi cái vô lần là cái này ngon lắm rồi đó. So với cái hiện tại của Akerong đang cầm thì mỗi cái vô lần là ngon lắm rồi đó. Cho nên là ráng nào. 3 2 1 Page. À, ổn, cũng ổn, ổn loài lìa. Ổn loài lìa. À, nhưng mà xét nếu mà xét về CV các thứ thì nó vẫn ngon hơn cái này mà, nó cũng không tới nổi lắm. Thay qua thì nó được 169. Thì nó hơi thấp tỷ lệ bạo thì chúng ta đổi thành tỷ lệ bạo thôi. Cái này nãy đang đang đổi thành cái sát thương bạo nhiều này, giờ đổi thành cái tỷ lệ bạo nhiều lại này, đó. Đó thì để thử coi. Akerong 3200 attack 63 151,7 thì cũng không tệ á. Nón cho 5 cái nón này. Rồi cái đó một crit đi, đó một crit. Ê thiệt á. 2 3 4
5. Ê mà nó cho cái đó một crit thiệt kìa. Ảo ma ra đây. Ủa, nó giỡn á bạn, nó giỡn á, thiệt hả? À thôi không có praise gì đó, nâng nâng luôn đi. Nâng luôn thì không có praise gì hết chứ. Bỏ rồi. Kệ nó vô hai lần thấy không? Ngon hơn rồi đó, ngon hơn cái cũ rồi đó, hợp lý luôn. Rồi đó, vô này. Lần cuối vô lần nữa đi. À, tấn công flat. Nhưng mà nếu xét việc các thứ thì nó là hiện tại là cái ngon nhất rồi đó. Ừ, cho tôi thấy hiện tại là cái cũng được, cũng được. À, vẫn trên, vẫn nói chung Acheron trên 3.000 attack là ngon lắm rồi. 59-163 cũng được. Rồi giờ tới chúng ta còn cái giày. Giày chưa được lắm. Giày chưa được lắm ha. Ta nâng, chúng ta nâng nè. Ừ, giày chưa được lắm, thử nâng, thử kiếm 5 cái giày coi được cái nào không. Một giày này. Không nhá. Rồi Bladudu là xảy cái tị trời. Tổn xét rồi ba. Không luôn, sát bê quả vậy. Ở cái này giữ được luôn này, hợp lý. Không. Không, ok. Chẳng tiện chúng ta chấp hai cái chấp một cái sát thương lôi thử đi ha. Có bụi nhựa tự tạo, chúng ta thử một cái sát thương lôi đi, cái sát thương nguyên tố lôi đi coi được không. Thử ha, thử nước. Nó một crit vô. No, that's a lot of damage. lại tới nữa rồi. Một lần ngự này, hai lần ngự này. Ok, một lần cứ lễ bảo này. Cho lần sát thương bạo đi, cho lần sát thương bạo thôi. Lại á, xin á, cho lần sát thương bạo thôi. Làm ơn. Cho lần sát thương bạo thôi ba. Sách thương bảo. Nó vẫn tốt hơn, nó vẫn tệ hơn cái. Sao á? Tấn công phần trăm tỷ lệ bạo phòng phụ à. À có tỷ lệ bạo phòng phụ này nhưng không có tấn công phần trăm à. Rồi. Lên luôn đi. Rồi hết hứng thú rồi đó, thấy không, nó vô lần là ngon hơn cho chủ hoạch rồi đấy. Vô lần là được rồi, giờ vô thêm lần nữa đi. Đó, vậy đi ha, hợp lý đó. Rồi đó, vậy được chưa, đẹp đó. Vẫn 48. Đè hết tỷ lệ này, giờ chúng ta phải đè hết tỷ lệ này thử coi được không nha. 50-178 thì tôi nghĩ là ngon rồi đấy, hợp lý. Nếu mà cầm 32.000, yeah. Ồ, cái video này nó cũng hơi trầm cảm á. Thôi mà nói chung là cũng có được những cái đồ mới, rồi những cái đồ mà có thể chủ ạc sẽ cân đồ sau ha. Rồi chúng ta tạm thời chúng ta ngưng cái video này tại đây á. Cũng hơi ảo. Rồi, cảm ơn mọi người vì đã coi cái video lần này. Nếu mà mọi người thích cái content này á, và mọi người thích nhìn tôi đau khổ á, thì mọi người cho tôi xin một like và subscribe nhé. Và hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.